dễ ăn gì trường không? Cái đó đâu mà tiền kỳ gì đó mày. Ha nào? Đúng rồi. Còn cái quan trọng là ai? Trường đủ mà. Tụ về đây trái đất có mấy lần nó muốn lại trường. Thường nhà giàu thì người ta hay khó. Là đẹp ha. Gọi là lẻ giám đốc. Tự, ta đang quay phim mà ông lẻ sao quay nó không rõ. Hay là tại lý do nó dư phân nó không hư lá ta? Không, cái này biết sao không? Nó vừa dư phân mà nó vừa thưa. Gì hả? Thưa thì kéo thì anh bảo đảm mày bên đây thưa hơn bên kia. Anh biết sao không bỏ? Hả? Cái này là dư phân nè. Anh biết sao anh bỏ? Tôi không biết thiệt á. Vậy. Quay 18. Anh đánh người ta anh hơi lẻ. Thì có mướn giải mà. Vậy. Mướn giải mà có nghĩa là bên đây nè. Dạ, anh đánh tay qua lại nó hơi lẻ. Ông nhìn đây nó thẳng một lối luôn nè. Biết rồi. Nhưng mà bên đây nó thưa hơn rồi. Đây ông hút giải phân thì nhiều dân qua bên đây cũng dư phân nè. Nguyên cái lối này nè. Nhìn bông là. Anh đánh cái tay nó hơi lẹ, đang giữa nó hơi hót đó. Bên kia đẩy nó cũng gì. Nhưng mà cái đường nước nó dung hơn đây nè. Ừ. Nó hơi hót giữa. À, cái tay em quơ phân gì vậy? Giờ có hai cái miếng giáp phân gì? Không, cái tay em quơ nó hơi lẹ là hai bên ấy phân nhiều hơn. Thì là tay phân. Ừ. Mà cái này cũng hơi thưa hơn bển á. Thưa hơn chút đỉnh á, ý nó thưa hơn chút đỉnh á. Này là phun hai cử approach. Lúa lá đẹp hơn lúa của anh bệnh ơi. Không, nhưng mà đều là cái hai cái làng này xanh xanh thì đẹp, nhưng mà đều mấy chỗ vàng vàng là nữa chín nó cũng như đất của anh vậy nên mình cũng hư lá hết. Chín trước. Hôm nay là đất em làm lá gì được không anh Bình? Được. Hay lắm. Trong ba miếng này thì ông là chồng rồi còn gì nữa. Nhưng mà sánh với ai nữa? Ông cái vàng lá thôi chứ này. Lúa này không thua lúa cấy nè Bình. Lúa cấy nghị không với ông chính nhìn không có giữ. Là làm lúa nghị không? Có. Bữa vô thăm rồi. Cháy lá trận rồi. Cháy lá trận trên YouTube đó, tôi đăng YouTube đó. Là tôi có coi YouTube của ông đó đâu. Vậy hả? Ông nghỉ chơi tôi hả? Nghỉ chơi rồi. Chơi YouTube gì dở quá trời dở.